Mặt ông làm sao thế kìa? Không sao, tôi ngã ai mà. Thôi tôi về đây. Thằng kia, cho bọn tao xin ít tiền. Em xin anh, em không có tiền. Thế đây là cái gì? Đây là tiền đóng học của em. Không thằng nào được phép động vào bạn tao. Anh Hùng à? Mẹ kiếp. Còn mày sao? Tao xin lỗi. Nhớ mặt tao đây. Cảm ơn ông. Cẩn thận. Phủ Trung. Giơ tay lên. Cố lên Trung ơi.